Còn khách hàng mà thích ăn giòn giòn sực sực á, có chút mỡ là sẽ cắt cái đầu trên. Ăn sực sực giòn giòn nha. À, ăn miếng này nó ngon lắm, nó béo 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 vậy á, không phải béo ngán nha. Đường này là đường mía, đường ngon, đường tự nhiên, không có màu. Cái sốt mình để mình ướp vô xá xíu á, ngon lắm á. À, mình... Trong ngoài nó vậy á, nó sợ nóng. Xin chào buổi sáng mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Tân Phú mọi người ơi. À, đây mình đang có mặt tại quán heo quay của cô Phụng nè. À, trong video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cho mọi người về món xá xíu của cô Phụng như thế nào nha. Tại mình thấy cái món xá xíu của người Hoa thì cơ mình chưa có quay cho mọi người bao giờ hết, cho mọi người tham khảo. Cái địa chỉ thì hơi khó một xíu, để mình quay địa chỉ cho mọi người xem. Thứ nhất là nó sẽ đối diện với ở bên đây quán cà phê là 275 kênh Tân Hóa nha mọi người, đường kênh Tân Hóa. Nó nằm ở chính giữa đường Trịnh Đình Trọng và Trịnh Đình Thảo. Từ đền xe mọi người chạy lên khoảng 500m nha. Địa chỉ là 28 mọi người. Địa chỉ đây là 28 đường kênh Tân Hóa. Rồi mình sẽ để lại phần địa chỉ không bị lượng đầu không bị tải video. Quán là Lâm Phát Thành. Đó. Đây. Kênh Tân Hóa nè. Đây, mình đang đứng ở cổng sau và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người quy định làm xá xíu ở đây. Cái địa bà hạt là địa chỉ cũ mọi người. Đây cô Phụng nè. Con chào cô Phụng. Đây, hôm nay thì cô sẽ làm món xá xíu mọi người ơi. Xá xíu là xá xíu nạc dăm nha. Dạ. Chứ không phải xá xíu nạc đùi. Nạc dăm hả cô? Nạc dăm, nạc dăm. Dạ. Xá xíu này ăn rất là ngon nè. Bây giờ ví dụ mà khách hàng muốn ăn mềm thì nói mềm mà cô cắt khúc mềm. Dạ. Còn khách hàng mà thích ăn giòn giòn sực sực á, có chút mỡ là sẽ cắt cái đầu trên. À. Nhưng mà lúc mà ra lò rồi á là nói là cô cỡ nào cô cũng cắt được chứ. Dạ. Mà đó. Là mình mềm có đó. Luôn ha. Mềm có, giòn giòn, giòn sực có. Sực ngon. Dạ. Ăn sực sực giòn giòn nha. Dạ. Mà ăn miếng này nó ngon lắm, nó béo 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 vậy á. Dạ. Mà không phải béo ngán nha. Béo mà mình cảm thấy mình thích á. Dạ. Ăn nó giòn giòn ngon. Còn cái thịt xách xíu mà nạc không á thì nói trắng ra thì những người nào mà người ta kiêng mỡ đó thì người ta ăn cái đó. Dạ. Nhưng mà cái đó ăn á thì nó hơi khô. Ừ. À. Nhưng mà ăn cái này là ok 100% luôn. Ăn vô là ghiền luôn. Dạ. Đó. À. Thì giờ trước mắt là mình cái này là mình con thấy miếng thịt của cô nó to to, nhìn nó đẹp mắt ghê luôn ha. Ừ. To cái tròn. Này, thì cái cây này nó phải to tròn vậy đó con ơi. Dạ. À. Nhưng mà cô không có lựa to lắm. Dạ. To lắm là heo lớn. Heo lớn mình sẽ cứng, sẽ dai. Còn cái này là heo tơ, heo vừa vừa, nhỏ nhỏ. À, ngon. Mình làm là heo vừa vừa ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Heo lớn quá nó dai rồi, ăn không có nổi. Dạ. Ừ. Đó. Đó, cái này là mình sơ chế là mình hết cái này á, là bán đắt á, thì bán một ngày. Dạ. Còn bán chậm chậm hai là cô làm. Ừ. Cái cô cho vào cái tủ đông này ha. Đúng rồi. Đây cái tủ đông đó. Của cô rất là to luôn. Cô sẽ làm sao cô sẽ ướp lúc. Dạ. Trước đó con ơi. Dạ. Nó mới thấm chứ không phải mà đó. Bây giờ cái thau kia là cô đã ướp sẵn rồi đó. À. Một lát là cô sẽ nhúm lửa, cô bỏ vô quay cho ra cái cọng dầm. Mình phải cắt cái cọng to vậy là hả con? Đúng rồi. Thì mình quay lên là nó teo bớt rồi. À, dạ. Rồi nếu mà quay nhỏ quá thì quay chín nó cứng lắm. Dạ. Nó khô thịt đó, nó không còn có ướt ướt chẳng. Còn dạ. Bây giờ mình quay vậy á là cái cọng nó mới ngon. Dạ. Mình thấy cô cắt thịt tươi thôi cũng đủ hấp dẫn. Đó. Trời ơi, không làm thôi chứ làm tâm huyết cô vô đây dữ lắm luôn ha. Dạ. Ừ. Trời ơi, em ơi cái nghề này. Chứ nãy sáng ông kia ông lại ông muốn nói cỡ tuổi chị là phải về hưu rồi đi chơi chứ. Yeah. Mà sao bán cho nó tại yêu nghề quá phải bán thôi. Đó. Đó nè nó có mấy cái mỡ vậy nè. À. Mình quay cái cọng xá xíu lên nó cũng. Yeah. Bóng hả. Yeah.
nó đẹp, đẹp nó béo hả cô? Ừ, nó béo mà nó không phải béo ngán nha. Dạ. Béo mà mình thích ăn á, chứ không phải béo ngán. Thế mà mình chọn cái loại thịt khác mình làm xa xíu vẫn được hả cô? Được, nhưng mà nó khô béo quá. À, nó khô. Khô. Mình treo lên bán chậm chút xíu là nó khô béo rồi, nhìn cái cọng xa xíu nó không có hấp dẫn. Dạ. Còn cái này là con treo con thấy nó bóng bóng hoài luôn. Nói trắng ra là hôm nay là không phải là muốn quay cái này để quảng cáo thêm, nhưng mà tại đợt trước là quay là khách hàng tới là thắc mắc là cái địa chỉ là đó, đâm ra là bữa nay cô cố tình là quay cái clip này để ké cái địa chỉ lại để cho khách hàng dễ kiếm. Trời ơi, thấy khách đi kiếm thấy tội nghiệp luôn vậy đó. Thì cái địa chỉ mới rồi chị thì đó, thì bởi vậy để đâm ra là bữa nay á ấy làm cái này luôn, chẳng nói luôn. Cũng thời gian qua là cũng cảm ơn quý khách là cũ mới luôn. Dạ. Đã thấy mình ở trên mạng kiếm mình á, trời ơi mình rất là vui á, thiệt. Dạ. Vui mà giống như mình có cảm xúc sao sao luôn. Bây giờ mình cũng biết tri ân khách hàng sao nữa. Mình cũng dốt dốt mình thôi, giờ lên clip này là mình cảm ơn rất nhiều. Dạ. Quý khách hàng thương mình, kiếm mình cực khổ, giờ mình cũng hứa ráng cố gắng là giữ chất lượng hả cô? Đúng rồi, cố gắng là phải làm sao mà phải ngon hơn nữa. Dạ. Rồi để phục vụ quý khách rất là vui. À. Vậy hiện tại giờ mình có thay đổi về giá cả gì không cô? Không, cô rất là hài lòng với cái giá này. Dạ. Thấy khách tới là cô túng lại là à, khách tới mua tại chỗ là mình vẫn giảm giá hả cô? Đúng rồi, à, đúng rồi. Nói thì người ta nói mình không cần lợi nhuận là người ta nói mình xạo. Dạ. Nhưng mà thật sự cô chỉ yêu cầu là đủ tiền á, tiền nhà. Dạ. Tiền hai chồng xài là thấy quý rồi. Dạ. Thì giờ khả năng mình sức khỏe tới đâu mình làm tới đó. Sức khỏe mình tới đâu làm tới đó. Bữa nào không khỏe thì đóng cửa nghỉ một bữa. Dạ. Bữa giờ cô có nghỉ không? Có, bữa giờ cô nghỉ bữa 12 á, 12 dạ. Tây đó, cô nghỉ một ngày đó. Mệt quá hả cô? Mệt. Tại vì đột xuất á, dạ. Một cái số lượng nó dồn lên á, gấp mấy lần á. Đột biến lên. Bởi vậy cô không có chuẩn bị được. Dạ. Vừa tinh thần mà vừa sức khỏe nó không có chuẩn bị được. Dạ. Rồi mấy bữa nay là ổn rồi, ok. Đó. Con thấy xa xíu cô là bên anh Lượng bán cơm xa xíu cũng được lắm đó cô. Thì đó. Dạ. Nó cứ chạy qua vậy đó, hay dạ. Quay xa xíu. Cô có sẵn. Dạ. Chạy đi. Anh Lượng là bán cơm sát bên đó mọi người. Anh Lượng là số 18, còn cô là số 28. Người nào cũng số đẹp hết trơn hết đó. Dạ. Cơm mà xa xíu hay quay là bên cô Phụng. Nhưng mà sườn đồ này kia là cũng bên mình à, và đưa qua cho nó làm á. Dạ. Sườn thịt đồ này kia tại mình. Thấy chất lượng nó giống nhau á. Đó, cái chất lượng nó y nhau luôn á. Dạ. Thịt tươi ngon. Thịt dẻo. Mình là thấy ok rồi. Lễ ba bữa tới đều bên cô bán hả cô? Bán bình thường. À dạ. Còn bán sớm. Dạ. Mà còn bán trễ giống như là phục vụ quý khách cho tới hết giờ. Dạ. Quý khách đi vui tại lâu lâu ngày lễ mà. Hồi nãy con thấy như cô có nghỉ trưa đúng không? Tại buổi trưa. Đúng rồi, đúng rồi. À, thường là cô nghỉ trưa tới mấy giờ? Cô 1 giờ, cô nghỉ tới 3 giờ. À, dạ. Nhưng mà ở đằng trước có cái bảng. Dạ. Nếu mà khách tới thì cứ alo là cô chạy ra liền. Dạ. Không phải là nghỉ trưa nhưng mà nắng quá. Ngồi nắng quá. Thì cô vô nằm ở trong chứ không có ngủ. Dạ. Bởi vì khách mà tới mà cứ alo là cô chạy ra. Dạ. Trời ơi, nó chặt đã ha. Ừ, phải không? Ừ. Thịt nó dẻo vậy. Chán là cô à, cô phải xin cho cô treo lên, cô để cô lại á. Mà cái món xách xíu này á là dạ. Nhiều hoa là cũng thích ăn lắm. Dạ, con thấy à, đúng lại là cái món xách xíu hay quay rồi đó là người Hoa là ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà người Việt thì cô cũng không biết là có hợp khẩu vị không. Đó, cũng qua clip này nếu mà khách hàng tới ủng hộ mình, cho mình ý kiến
coi cái xác xíu của mình có ok không. Dạ. Nếu có gì thì mình chỉnh sửa lại. Xác xíu của cô bán sạch, giá sạch. Cô bằng giá với heo quay luôn à? Dạ. Giải thích tiền. Một ký bao nhiêu cô? Một ký là 350. Nếu mà tới tiệm thì tính giá ưu đãi. Ưu đãi là bao nhiêu cô? 300 luôn. Có 300 đây à? Đúng rồi. Trời ơi, ưu đãi nhiều á. Đó. Mới đầu cô bữa clip trên cô nói là giảm 10% đúng không? Dạ. 10% thì còn lại 315 ngàn. Dạ. Mà cô thấy có lẽ lẽ khó tính tiền nữa. Thôi lấy thằng 300 thôi, luôn. Lấy luôn 300 luôn. Dạ rồi đó. Là heo quay cũng 300 luôn thôi cô? Đúng rồi, dịch cũng 300 luôn. Vậy là mọi người tới quá tất cả đều 300 hết. Dạ đúng rồi, đồng giá hết 300. Dạ. Ừ. Khách hàng cũng hỏi chừng nào lên giá lại. Nó chưa biết. Bây giờ có khả năng phục vụ khách vậy là cứ vậy đi. Dạ. Rồi chừng nào mình cảm thấy không ổn hay là làm sao cho lên giật giá đó đâu nó chèo nữa thì đầu mình tính. Dạ. Còn bây giờ thì nói trắng ra thì mình bán giá này á, lời nhiều thì không có lời nhiều. Nhưng mà mình đủ sở hội trang trải được. Dạ. Thì thôi, kệ đi. Trời ơi, quý khách hàng thương mình tới ủng hộ mình vậy là mình vui rồi. Thôi, được rồi. Nay có người phụ mình không cô phụ? Chưa nữa. Dạ. Bởi vậy cô nghỉ 2 ngày cô về quê đó. Dạ. Công chuyện là sẵn coi dưới quê có ai cô bóc lên đứa hai đứa. Dạ. Bán lễ nữa. Lễ này đóng đông lắm đó nghe. Dạ. Chứ không phải là mình thích đi giao mà mình tính theo cái giá mà trên clip mình nói. Dạ. Mình lại thích khách hàng tới quầy, tới tiệm đi. Dạ. Coi cái tiệm của mình coi ok không. Đó. Rồi coi thấy mình làm coi có ok không. Thôi đó, thôi đi, Bình Dương, Bình Phước, rồi Long An, rồi gì, Nha Trang gì. Trời ơi, Nha Trang luôn. Ủa, có mấy người ở đâu rồi nào, yeah. Đi máy bay vô. Yeah. Trời ơi, làm cô ngại quá trời luôn, mất rồi, mua có nửa vịt à. Yeah. Mà cô phải tặng 2 bịch bao. Rồi tặng nước uống, rồi ngồi chơi, rồi này kia. Yeah. Nói chuyện tâm sự rồi ở đâu mới về. Thấy khách vậy không, thấy sao vậy. Rồi, bắt đầu cô sẽ ướp. Wow, quá đã luôn. Ướp cái này hả cũng quan trọng nữa đó. Dạ. Đường phải đường xịn xịn á, ăn cái miếng xác xíu á nó mới ngọt thanh. Dạ. Đó, đường này mắc tiền không? Đường vàng cô ha. Vàng mà nó vàng của mía. Dạ. Còn mấy cái đường kia nó đường vàng mà nó có màu á. Dạ. Nó có màu á, xấu lắm. Mà ăn nó có hậu chua. Mà cái đường này á nó ngọt mà nó ngọt thanh. Dạ. Thứ nhất là mình bỏ đường. Dạ. Đường này là đường mía, đường ngon, đường tự nhiên, không có màu. Dạ. Đường mọt ngon. Còn cái muối này là cái muối mình ướp thịt đó. À. Là có ngũ vị hương đồ này kia nè. Dạ. Nhưng mà mình mà không có nói gì số ký số lượng gì hết. Dạ. Tại làm quen rồi đó. À. Cứ bỏ vậy là xong rồi. Đó. Thì là ở nhà tự chế biến. Ồ, nha. Cái này là cái gì hả cô? Là cái sốt mình để mình ướp vô xá xíu á, ngon. Dạ. Lắm á. Sốt. Cái sốt này thị trường không có đâu nha. À. Cái này tự cô làm. Con ngay con ngửi thấy có mùi tương hả con ha? Đó, mùi tương. Dạ, mùi tương. Rồi cái này là hành tỏi, hành. Dạ. Mùi tương là mình chế biến lại á. À. Đó, rồi đó, hành tỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dạ. Nhưng mà xác xíu rất là ngon. Cô không có bỏ tùm lum tùm la hàng ở ngoài chợ rồi. Bịch nướng xác xíu hay gì á, cô không có làm. Cô tự làm của cô thôi à. Cô không có làm theo ở ngoài. Tự chế biến. Chọn đều thấm gia vị ha. Đó, thấm gia vị rồi xong rồi cũng để đây cỡ chừng 1 tiếng 2 tiếng cho nó thấm á. Dạ. Rồi cô mới bỏ tủ lạnh. Đó, rồi vậy là mình để bên ngoài khoảng 2 tiếng xong mới tủ lạnh. Đúng rồi. Mình vừa bảo quản thịt mà vừa ngon vừa thấm. Dạ. Mà giống như mình gấp quá đó. Dạ. Là 3 tiếng rồi cô quay. À. Đó. Này giống như cái này sáng vô đó. Dạ. Cô ướp sẵn á, đợi con lại quay đó. Dạ. Làm chút xíu con nhúm lửa, con bỏ vô lò. Nó chảy nước ra con nè, à. Trộn đi chút xíu nó chảy nước ra. Dạ. Đó. Dạ.
Vậy một xíu nó tự chảy nước ra. Đúng rồi, nó tự nước đường mà nó chảy ra. Dạ dạ. Đồ ấp được một thao à. Một xíu hãy cho vào tủ lạnh. Cực dữ lắm, nó đứng mà dạ. Sao mà nó muốn sụp luôn chân luôn, tại vì đứng suốt 5 tiếng mà dồn sức nó nhiều lắm. Anh lượng mấy ngày nay cũng quá tải mọi người. Cái này màu xịn á, chút xíu siêu à. Dạ. Cái màu là, này là cái công đoạn nào là mình cho vào cô Phụng? Là chuẩn bị vô lọ đầu cô mới để. À, chuẩn bị quay vô, mình mới cho. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái màu này là màu gì ạ cô Phụng? Màu cam. Màu cái cam. Này là của Thái nè. À, dạ. Cái này là xịn á, của bên thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà dạ. Nước á. À. Người ta cho mình mua nè. À, ở bên an toàn thực phẩm người ta phương thức mình xài à, đó, đó người ta chỉ về hiệu này luôn á. Dạ, hàng chị con thấy ở bên này cái màu nó lên đẹp. Nhưng mà mình cho nhiều có Phụng hay là ít thôi? Chút xíu à. À chút xíu nè, à. Nè, nè, dạ. Chút à, mình đó. Cho nước nóng ha. Nước sôi nó mới ra. Lát cô trộn cho coi nè, có chút xíu à. Dạ. Không có màu xịn nữa. Lát cô trộn ra. Này đã được kiểm định mọi người ạ. Rồi, được kiểm dạ. Định rồi, bảo đảm luôn. Dạ. Cô bỏ cho đây cô. Ủa giờ mình bỏ được luôn hả cô Phụng? Thì bỏ để cho khách hàng coi luôn. À nè. Dạ. Chứ theo theo quy trình của cô là thường là cô sắp quay cô mới cho vào. À. Nhưng mà bây giờ muốn cho khách hàng coi là cái số lượng màu của mình nó có chút xíu siêu à, chứ không dạ. Có nhiều. Ừ. Cho nó lên màu nó đẹp ha. Ừ, cho nó lên màu nó đẹp thôi. Ừ, đó. Bởi xíu xíu của mình á, lại mua đi, không có thấy nó đỏ quét không? Nó dạ. Đỏ nâu 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 nâu. Vừa vừa ha. Ừ, vừa vừa. Giống như thịt nướng vậy đó. Dạ. Ừ. Bây giờ cái này á, cô bỏ vô cái này là hơi đậm mà. Dạ. Đậm mà. À. Cô bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn ha. Ừ. Kéo lại. Lát tôi sẽ lựa mấy phẩm đó cho quay trước. Dạ. Đợi xíu thì đó, sẽ quay một... xong rồi đó. Ừ. Rồi bắt đầu là quay một sim cho cô xem. Dạ. Nhúng lửa đầu cô đã ghi một sim lên. Dạ. Đó. Rồi cái này để ngoài vài ba tiếng cho nó thấm. Rồi dạ. Bỏ tủ lạnh. Rồi chừng nào bán tới đâu là cứ lấy ra ghi quay. Bán tới đâu là ghi quay à. Dạ. Rồi đó xong rồi đó. Vậy là ok rồi đó. Là mình không có màu đỏ tươi ha. Dạ. Có thấy màu cũng vừa phải. Khách hàng cứ tới là nhìn cái xác xíu mình nó không có giống với thị trường mà nó đỏ quét ha. Dạ. Mình đỏ. Nhưng mà cái đó mình sử dụng màu điều được không cô? Màu điều nó màu nó cam cam nó cam cam mà nó dạ. Không giống xác xíu. Dạ. Dạ. Nó giống xác xíu. Dạ. Cái thang này mình nó cháy như thế nào thì mình cho vào mình quay được cô? Cháy miễn sao được có khói. Nhất là không có khói. Không rồi còn đó, khói là quay không được. Không còn khói là mới quay được. Dạ. Như vậy là hết là được chưa cô? Được. Được rồi ha. Chứ wow. Còn khói vô cái thịt ăn nó hồi khói. Dạ. Thịt nó hồi khói. Rồi giờ cô ghim nha. Dạ. Em bị ghim luôn. Móc thấy cũng chất lượng. À, cái cây này là ghim là cây thẳng băng luôn ha. Ừ. Dạ, cái này xài càng ngày càng bóng luôn chứ nó càng ngày càng tệ. Dạ. Lớp xịn nó như vậy á. Cô ghim á là cô sẽ lựa giống như là có dây nạc nhiều. Dạ. Dây có mỡ để ra lò cái khách hàng người ta muốn à. Ăn nạc cái mình có nạc bán. Dạ. Cái muốn ăn mỡ người ta mỡ bán. Ừ. Muốn cái nào thì có hết. Ừ. Đây là muốn loại nào thì có loại đó. Đúng rồi, đúng rồi.
Như trong video trước là cô Phụng nó không có dạy nghề đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, mà nói vụ này nữa. Thông cảm nha quý bà con. Tại vì cái nghề này là cha truyền con nói đời với ông nội cố, mà bây giờ mình không có thể nào dạy được. Bởi vậy quý khách, quý bạn gì muốn học nghề xin lỗi trước nha, thông cảm. Tại vì không có dạy nghề, chứ nếu có dạy là dạy rồi. Dạ. Chia sẻ quy trình thì ok ha cô ha. Ừ, đó. Nhưng mà anh Lượng thì có dạy nghề nha mọi người. Dạ. Cái nghề đó không có gia truyền. Dạ. Cái nghề đó tại vì nó đi làm nhà hàng. Dạ. Nó làm nhà hàng xong rồi nó biết nghề rồi nó tự làm. Dạ. Còn cái này là tự gia đình truyền lại, chứ không phải là mình đi học của ai. Dạ. Ừ. À. Mà treo vậy thì mình đưa cho số liền ha, cần có cái thời gian gì không cô Phụng? Không, không, bây giờ cô sẽ dán giấy đậy lại cho nó bớt khói, bớt khét, bớt đen. Cái giấy đắp trường của cô đây. Đắp vô, giấy chị nha, đó ấy à. Đó, ok đó. Giấy đó. Quay theo. Đó, giấy quay theo. Dạ. Rồi bắt đầu cô sẽ bỏ vô nhà. Ồ. Trong ngoài nó vậy á, nó có sợ nóng. Rồi đó, con có cầm vô không? Ồ, mình lửa, trong quá trình lửa lớn là mình vẫn quay được hả cô? Được, dạ. Cái này không có sợ. À. Rồi, cô đậy lại nha. Được rồi. Đó. Rồi, 15 phút. Chở bề. 30 phút. Ra rồi. Dạ. Xách xíu là rất là dễ quay. Nếu mà giống như khách hàng hay là mấy bà con mà có coi mà thấy đó, thì chắc ở nhà mình tự điều chỉnh này kia thì chắc cũng làm ăn được. Trong lúc đợi sách số 9 mình sẽ quay cô Phụng bán hay quay. Rồi, à, mối bánh mì bữa tối. Mối bánh mì bữa tối. Hay quay vẫn chất lượng mọi người ơi. À. Dạ. À, cái rớp rớp luôn. Dạ, vẫn rất là đẹp. Đặc biệt là cô Phụng chặt theo quay, con thấy là nó đều sáng tắt luôn. Hay quá. Hay quá. Quá gì tư ơi. Ăn mì không hả? Chú ăn mì tà tà. Ồ. Không hề bị khác luôn ha. Ừ. Đặc biệt là cô Phụng không có quay nhiều trước. Đó. Cứ quay tới đâu bán, tới đâu quay tới đâu. Bởi vì mọi người thấy tới cái tổ nó không có đầy á, là quay mình bán hết là mình mới quay. Bán hết rồi, bán hết rồi. Da giòn luôn. Cô sẽ chở cái đầu. À. Từ cái đầu nó hơi ướm vàng à. Này. Đó. Vậy là mình đâu chở đầu rồi đó. Dạ. Rồi lát đó, nó vậy là mình ra lò đó. Dạ. Ừ, đó. Ừ. Những cái khác cái sơ sơ bên ngoài là mình. Đúng rồi. Sẽ lát cái tẻ đấy lấy 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 lấy. Quay sơ xíu thì nó mau chín lắm. Dạ. Nửa tiếng là chín rồi. Ừ. Nhưng mà quay phải than như thế này nó đúng rồi, không có quay lửa mạnh giống như heo quay đâu. Dạ. Heo quay là mình còn bỏ lửa mạnh để lấy giò, còn cái này là mình bỏ lửa mạnh nó khét hết. Dạ. Còn ngoài đây là mình phải để đủ thời gian mình mới cho vào tủ đông. Đúng rồi. Rồi quay chín nó than nó cũng sắp tàn luôn ha. Đó, mình canh sao cho tàn than thôi. Rồi được chưa? Dạ. Dạ, cô xách nha. Wow, chín ra đã bằng được. Ngon quá, ngon quá. Cũng nhanh ha. Nhanh, có xíu nửa tiếng à. Dạ. Rồi. Rồi, cho lên xe. Ở đây thì cô Phụng có luôn cái lò bánh mì nè. Đó. Cái lò này thì trong video hôm trước còn đầu mình có quay á, mình sẽ cho một vài cảnh vào mọi người tham khảo nha. Bánh mì tự làm luôn mọi người. Đây, dụng cụ nè. Mì đây là đặc thù thơm bơ luôn đó mọi người.
cái lò để mình cho lên và mình tỉa thôi. Cái này mình gọi là sắc bánh hả cô? Cắt bánh. Chỉnh đây nè. Thôi, cái bao tay dày rồi. Đó, nóng giòn mà. Ủa cậu lại đặt ruột thơm bơ luôn á. Đúng rồi. Ở nó nhỏ nhưng mà chất lượng. Dạ. Có phải như ta. Dạ. Giờ mình cho lên chưa cô Phụng? Dạ, cho lên á. Dạ. Trời không nghe. Ôi thơm ghê luôn á. Hạn chế. Ít thôi à. Có phải như cà quầy khét nè. Sắc mùi vị thơm mà đẹp đó, thấy không, cái màu nó lật lợt vậy đó, lên vậy đó, thấy không, đẹp. Bây giờ là mình bán cho khách vẫn được rồi đúng không? Thì đó, giờ là bán cho khách rồi đó. Bây giờ khách ăn nó nóng không? Đúng rồi, giờ bán cho khách này trước nhất nè. Dịch quay ở đây thì 1.4 mà mưa tới mua thì có 300 thôi nha. Ồ, có bò viên nữa nè mọi người. Đây, buổi trước thì mình quên quay cho mọi người bản này. Ở đây thì cô Phụng có đặt quay sữa nữa, heo sữa, heo chung nè, giá cả mọi người xem nha. Có gì gọi cho cô. Giờ cô cho con cái xíu xíu mà nạt nha. Rồi, vài lát có mở đi cho dạ. Cảm nhận cái độ béo của nó đi. Dạ. Độ béo giòn giòn cũng ngon không cô? Dạ rồi. Mất lâu rồi. Rồi. Này nóng. Dạ. Cho chặt heo quay cho con. Dạ. Mình đây ăn tiếp heo quay coi vậy đi nào nha, tiếp tục. Một lạng. Chấm đê. Và da nó còn giòn như bánh tráng chứ không bữa nữa không? Không. Giòn đó con. Dạ. À. Con sẽ ăn. Buổi chiều thì khoảng 4 giờ mới có cơm xách xíu. Đúng rồi. Dạ, tại anh lượng 4 giờ anh mới bán. Ừ. Người muốn ăn cơm thì khoảng 4 giờ. Còn bây giờ là có bánh mì với bánh bao sữa. Ừ. Đi xách xíu nha ta. Mùi bộ gì luôn hả con? Là bán cơm là mình cũng làm to vậy luôn. Bán cơm chắc nhỏ hơn chút xíu. À, bán cơm là cô cắt nhỏ hơn đúng xíu. Rồi, dạ đúng rồi. Cái tủ đó là làm nóng bánh mì hả cô? Đúng rồi. Dạ. Tủ làm nóng bánh mì. Có xíu mà nạc mới á, dạ. Quay ra nó ăn á. Có thịt nó ngọt chứ lắm. Dạ. Một ổ bánh mì xá xíu là bao nhiêu rồi cô? Cũng 20 luôn. 20 nghìn. Ừ. À, xá xíu, có dưa nữa ha. À, có dưa để cô kẹp. Dạ. Cái này mình nước sốt gì vậy cô Phụng? Nước sốt của heo quay. À, chè nước sốt heo quay. Ăn chung được, nhưng mà nước sốt này là phải có chút xíu sa tế vô. Nó mới ra được cái mùi của tiệm cô. Dạ. Nó cũng không có cay lắm. Có the the thôi à. Đó, là 20 nghìn. Là 20 nghìn. Rồi, bây giờ là mình sẽ nhờ cô Phụng sắc cho mọi người xem một phần xá xíu kèm theo cơm. Cơm là khoảng 4 giờ mới có nha mọi người. Của anh Lượng. Tại anh Lượng sẽ lấy xá xíu của cô Phụng. Đó.
đó là ở một... đây nhá, một phần cơm á là gần 100g thịt này. À 100g luôn. Ờ dạ. Hết 30.000 rồi. Dạ. Có bỏ một chút cơm vô bán đâu có lợi nhiều đâu. À. Tại cô kêu nó bán 50.000 cho chẳng tiền mà nó chưa chịu. Dạ. Rồi, có như là 100g nè. Dạ. Nếu mà có cơm vô nữa là thành 40, 4 mấy bán 50 là mình lời như một dĩa mấy ngàn. Quán của anh Lượng ở sát bên đó mọi người. Mọi người muốn ăn cơm xa xíu thì khoảng 4 giờ có nha. Không, để con ghế ngồi. À, cho hai ổ bánh mì, hai ổ bánh mì heo quay nha. Ngồi ở đây ăn luôn. Mình đây bán cho các bạn cái mình làm mình ăn mọi người. Rồi, nhớ nhắc ghế ngồi đi. Ủa nay mình có ghế cho khách hàng ở xa ngồi luôn không? Có luôn, có luôn. Có nước uống luôn. Có nước uống miễn phí luôn. Ừ, dạ. Có nước uống luôn. Ủa cô có bánh bao sữa, cô là mình bán xá xíu bao nhiêu mà có bánh bao đó cô? Bây giờ bánh bao đó cô bán 10.000 bịch vậy đó. À bán riêng 10.000 bịch 8 cái. 10.000 bịch 8 cái vậy đó. Dạ rồi. Dạ kẹp bánh mì giùm em đi. Dạ cái này là một phần bánh mì đó. À, dạ tốt con. Khách ở xa thì có ghế ngồi luôn. Dạ, có ghế ngồi luôn. Dạ. Ok. Dạ, xíu. Chứ sao cả bánh mì á, mà dạ. Phải cắt nhỏ chút. Còn mình bán cơm, mình phải cắt lớn lớn. Dạ. Cho nhìn thấy một mảng nó đẹp. Còn bánh mì á, mình cắn vô nó hòa với miếng bánh mì. Dạ, nó cũng tùy ha. Ừ. Chứ không phải cái nào cũng cái cắt lớn, cái nào cũng cái cắt nhỏ. Ơ, chùi chùi tí, lặn hai chỗ. Đẹp hai chỗ. Mà cái bánh mì heo quay là mình phải ăn nó vừa giòn thôi cô. Đúng rồi. Chứ nó mà nó giòn rụm quá thì. Đúng rồi. Càng nó đào răng. Đào răng. Rồi hai ổ xá xíu lấy hai ổ mì. Chùi chùi tí á gì bà. Để không thiệu á. Xa xíu mới ra luôn nè. À, bánh mì kẹp á là dạ. 60g. 60g. 18.000. Dạ. 18.000 với ổ mì 3.000 tính 21 tính 20. À dạ. Đó, bởi vì một ổ bánh mì được 60g thành ổ vô. Ờ. Ngon ghê á. Nếu có ổ bánh mì này á, cỡ này là vừa thịt rồi con ơi. Dạ. Thịt nhiều quá, cũng ngán nữa. Cái đầy quá. À, đầy quá. Rồi, xé chén quá được rồi nè. Rồi, con vịt quay chặt luôn không? Đây, nghe cô Phụng nói mọi người xá xíu thì mình ăn với bánh bao sữa thì nó hợp nhất. Đó, bánh ba chiên cũng được. Một phần 8 cái nha là 10.000. Muốn ăn thêm thì mua thêm 8 cái 10.000. Xa xíu. Có cái giỏ sách con ghê luôn. Rồi. Một con rưỡi lấy bánh. Cái màu rất là đẹp luôn. Đó. Em quay tiếp tục. Coi bên sau khi mà cô bán đông khách hơn thì cái chất lượng coi cái da heo nó còn giòn như bánh chán như hôm bữa mình có quay cho mọi người xem nha. Mình thấy màu sắc cũng rất là đẹp à. Ở bên đây 2.000. Đó. Thử chưa cái xá xíu đi. Ồ, màu xá xíu rất là đẹp luôn. Cái này mình kêu cái bằng xá xíu thịt ạ. Trời ơi, thơm thịt mềm. Cái vị ớt xá xíu cũng rất là đậm đà luôn rồi. Mình sẽ ăn kèm với bánh bao sữa. Mềm ngọt. Tại cái miếng xá xíu này nó có mỡ. Mọi người ăn bò rất là béo luôn. Đó. Và đặc biệt mình thấy cái xá xíu lên mọi người thấy cái màu bóng bóng đó, đẹp á, bóng, chùm lên bao sữa.
Đây. Mình đang là cái heo quay đi, có thịt, có mỡ, da rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho em nữa, dịch quay tươi xanh lấy phần đầu. Thôi. Nhập như giòn như bánh tráng luôn người à. Mình ăn thêm một cái dao nữa nè. Đó. Ăn thêm cái dao này nữa. Da giòn đã rồi luôn. Vừa có thịt vừa có mỡ, vừa béo. Cái vị của thanh sát xía thì nó sẽ đậm hơn heo quay nha. Mọi người nhớ là mình ăn da về cố gắng ăn sớm, để lâu quá thì nó mất đi cái độ giòn. Heo quay vẫn chất lượng. Trời, đây là ổ bánh mì. Nếu mà anh chị qua mình gấp á, nhanh á thì mình mổ bánh mì đi cho nó nhanh. Nhanh chóng luôn. Đây. Mình thấy thịt sát xía cũng từ đó nhiều nha, 20.000 thôi à. Bánh mì thì nó không phải là giòn rụm đâu, nó vẫn còn đủ cái độ cứng cứng của giòn nè. Thì cái tủ của cô là có giữ đồ ấm mọi người, giữ chỗ nồng đó. Dưa nghe sốt rất là thơm, sốt heo quay mình thích. Ở bánh mì thì vừa mọi người, không phải là bánh mì to nha, nhưng mà được cái là đặc ruột thơm, thơm bơ luôn. Nước sốt nó thấm vào cái ruột này á, cảm giác hơi đậm đà thôi, có xíu cái ớt nữa thì ngon. Mình đang thích cảm giác ăn bánh mì hơn mọi người, tại vì nó có dưa. Đó. Buổi sáng ăn này cũng được rồi, 20.000 sẽ làm thêm mâm cà phê đá nữa. Ăn ngồi bánh mì no luôn mọi người. Chắc mình kêu cô Vượng đem về cho mình quá. Ăn hết nổi à, ăn ngồi bánh mì uống nước và nở ra nồi luôn á mọi người ơi. Vậy là trong buổi xế trưa đi, cũng gần trưa rồi. Thì mình cũng có mặt cái quán của cô Phụng để chia sẻ cho anh chị các bạn về món xá xíu nha. Trong video hôm trước thì mình đã chia sẻ về heo quay. Anh chị các bạn nào chưa xem heo quay thì mọi người xem lại, mình đã có đường đến phần nguyện đầu. Mọi người yêu thích thì heo quay xá xíu thì mọi người ghé cô Phụng mình ăn thử coi như thế nào, trên góc Nguyên Hoa. Mấy chục năm ở Sài Gòn rồi. Còn bây giờ thì xin bye bye và gặp lại hai người vào những video tiếp theo.